có đơn hàng trước, người ta chỉ chạy theo những cái chuyện nhỏ nhỏ chứ chạy theo thị trường thôi. À, cái thứ hai nữa là những cái doanh nghiệp mang tính chất hộ gia đình đó, là người quyết và người làm gần như là một. Còn bạn mà trong một tổ chức mà có nhiều người mà bạn không có một cái chương trình nào hết thì không ai biết sẽ làm cái gì, được không? À, còn dĩ nhiên là những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ thì khi là không có hoạch định, nhưng mà trong đầu của mấy ông nó cũng có một chút chút, nhưng mà đều chưa biết ra giấy thôi. À, chưa biết ra giấy không, tại vì khi đó người ta nghĩ rằng chưa cần thiết sẽ biết ra giấy, tại vì những quyết định đó gần như là nằm của người đầu. Cái gì đúng không? Chứ còn cả một cái quy mô của doanh nghiệp mà tương đối mấy gì, tương đối một chút là gần như người ta cái hoạch định là cái sở chỉ xuyên suốt để giúp cho các bộ phận phòng ban và những cá nhân trong doanh nghiệp của bạn thấy được cái mục tiêu và con đường để chúng ta cùng nhau chúng ta đi tới điểm đến đó. Đa số các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta không có hoạch định là biết sao? Gần như mấy chị biết là cái đối tượng khách hàng nó cũng hạn chế, rồi chúng ta chạy theo thị trường, thấy nó đặt hàng thì mình cứ làm, còn không đặt hàng mà không làm mà bữa vui thì nó đặt hàng nhiều, mấy gì bữa buồn thì nó đặt hàng ít, mấy gì mà cái đợt này nó đặt cái đợt sau cũng chưa biết nó có đặt hay không, được không? Do vậy nó thiếu đấy, cái đó là cái khó của các doanh nghiệp nhỏ nhỏ là nó như vậy đó. Do vậy mấy chị biết là đó là một cái câu hỏi rất lớn đối với cái nhóm của startup đó. À, nhóm về khởi nghiệp mới á, được không? Tại vì khi đó mấy chị phải dò dặn, mấy chị phải dò dặn rất nhiều. Chứ còn chúng ta để còn có một cái kế hoạch mà gọi là hoàn toàn nó thiết giống như những cái công ty lớn, mấy chị không có. Tại vì chúng ta thuộc về nhóm nhỏ và đi theo thị trường chứ không phải là đơn vị quyết định hai cái khác. Được chưa mấy chị ha? Bữa nay mấy chị có hỏi gì không? Hả?